video thi thể cố nghệ sĩ trí tài được đưa ra khỏi máy bay tại sân bay Los Angeles. Trước đó, vào lúc 23 giờ ngày 12 tháng 12, chuyến bay được khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh và đã tới Seoul, Hàn Quốc vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày 13 tháng 12. Sau đó, linh cữu của cố nghệ sĩ được chuyển sang một máy bay khác để về Mỹ đúng theo dự kiến ban đầu. Được biết, bầu sầu Dũng Taylor, chồng ca sĩ Thu Phương, một số nghệ sĩ thân thiết và đại diện gia đình đã có mặt ở sân bay để nhận thi hài cố nghệ sĩ tài ba. Ngay sau khi làm những thủ tục cần thiết, thi hài của anh sẽ được đưa tới nhà quan Peck Family thuộc Orange County, bang California, Mỹ để bảo quản. Cách đây vài phút, trên Facebook cá nhân danh hài Hoài Linh cũng đã đăng một status mới. Trong status này, Hoài Linh đã dành nhiều lời cảm ơn đến các ban ngành, cá nhân đã giúp anh và ban tổ chức tang lễ cho cố nghệ sĩ trí tài được trọn vẹn. Đặc biệt là việc đưa linh cữu cố nghệ sĩ trí tài được trở về Mỹ trong thời gian sớm nhất và thuận lợi nhất. Ngoài lời cảm ơn, Hoài Linh cũng thông báo tới những người quan tâm, yêu thương cố nghệ sĩ trí tài là chuyến bay chở linh cữu đã về tới Mỹ. Linh cữu nghệ sĩ trí tài đã về đến sân bay Los Angeles, California an toàn, Hoài Linh viết. Theo kế hoạch, tang lễ tại Mỹ của cố nghệ sĩ sinh năm 1958 sẽ diễn ra vào thứ Sáu ngày 18 tháng 12 giờ địa phương. Lễ an táng và nghi thức hòa táng diễn ra sau đó một ngày 19 tháng 12. Như hình thức tổ chức tại Việt Nam, ban tổ chức tang lễ ở Mỹ thông báo: xin quý thân bằng quyến thuộc hãy vui lòng dành tiền mua hoa và phúng điếu đóng góp vào quỹ từ thiện trí tài để giúp đồng bào bị thiên tai tại miền Trung Việt Nam theo ước nguyện chưa tròn của anh. I'm so in love with you.